Ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì là mình quay trở lại một cái bãi rác á mọi người. Thì cái bãi rác này á, là có 49 hộ. Thì trong đó là có khoảng là 20 hộ là họ đi làm nghề mà lượm rác á. Thì như mọi người nhìn thấy đó, là bãi rác là xung quanh ở cái huyện Bảo Lâm này á, là họ trở về đây. Rồi những người dân tộc vùng cao này á, họ bới rác ra, họ lượm chai, rồi lượm bọc, những cái gì bán được á, thì họ là sẽ đem đi bán, họ lấy tiền á. Trong cái video trước á, mình đã đăng lên rồi. Thì có một mạnh thường quân ở bên mình, thì tên là anh Dũng, anh ở bên Mỹ á. Anh muốn anh em mình đi phát quà cho những cái người đồng bào dân tộc vùng cao ở đây. Thì cái món quà hôm nay thì rất là đặc biệt luôn. Thường ngày thì anh em mình phát quà thì anh em mình là phát là kiểu mua gạo, mì, dầu ăn, nước mắm đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì đặc biệt hơn là anh em mình sẽ phát tiền mặt luôn nhá. Đây chị. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn mấy anh nha. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em mình đang có mặt tại thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng nha mọi người. Thì là mình quay trở lại một cái bãi rác á mọi người. Là ở trong cái video trước á, là mình có quay những người đồng bào vùng cao á, họ lượm rác ở cái bãi rác này á, nhìn rất là đáng thương luôn. Thì cái bãi rác này á, là nguyên một cái xóm này á, là cái thôn tập 4 này là có 49 hộ. Thì trong đó là có khoảng là 20 hộ là họ đi làm nghề mà lượm rác á. Thì như mọi người nhìn thấy đó, là bãi rác là xung quanh ở cái huyện Bảo Lâm này á, là họ trở về đây. Rồi những người dân tộc vùng cao này á, họ bới rác ra, họ lượm chai, rồi lượm bọc, những cái gì bán được á, thì họ là sẽ đem đi bán, họ lấy tiền á. Thì nhìn rất là thương luôn. Đúng rồi. Thu nhập một ngày không được 100.000 đó mọi người. Đúng rồi, tại vì ở đây mọi người đất đai người ta không canh tác, ta không có mọi người, nên ta phải ra bãi rác, ta nhặt rác kiếm sống mọi người. 49 hộ á, thì có khoảng là 20 hộ nhặt rác ở đây. Còn 29 hộ kia thì 20 mấy hộ kia thì họ cũng đi làm thuê, làm mướn cho người khác. Tại vì bãi rác này cũng không có đủ để cho 49 người làm ở đây luôn á. Thì trong cái video trước á, mình đã đăng lên rồi. Thì có một mạnh thường quân ở bên mình, thì tên là anh Dũng, anh ở bên Mỹ á. Anh muốn anh em mình đi phát quà cho những cái người đồng bào dân tộc vùng cao ở đây, ở tại bãi rác này. Thì cái món quà hôm nay thì rất là đặc biệt luôn. Thường ngày thì anh em mình phát quà thì anh em mình là phát là kiểu mua gạo, mì, dầu ăn, nước mắm đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì đặc biệt hơn là anh em mình sẽ phát tiền mặt luôn nhá. Thì để cho bà con ở đây họ cần gì thì họ mua. Tại vì họ rất là khổ. Trong nhà là thiếu cái này thiếu cái kia, thì mình đâu có thể nào biết được là họ cần những cái gì hơn đâu. Nên là mình trao cho tiền mặt luôn. Thì họ thích gì họ mua cái đó. Thì anh Dũng tài trợ cái video này là 1.000 đô nha mọi người. Để mình phát cho mỗi người là 500.000. Thì đây mọi người, đây là cái số tiền mà ngày hôm nay anh em mình đi phát. Thì mình đã đổi ra tiền lẻ 100 với 200 với 500. Thì bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi phát tiền. Thì bây giờ mọi người tiếp tục theo dõi cái video này cùng anh em mình nhé. Mời mọi người nha. Thì ở đây là có rất là nhiều trẻ em luôn á. Tại vì con của những cái người đi lượm rác á mọi người. Tại vì một khi mà cha mẹ đi lượm rác á, là mấy đứa dắt mấy đứa con theo luôn. Bọn nó ngồi đi chơi. Để mình đếm sơ qua là cũng phải gần chục đứa. Đúng rồi. Nên là anh em mình có mua một chút bánh để phát cho mấy đứa nhỏ. Nói là một chút thôi nhưng mà cả bao luôn. Cả bao luôn. Đây, đây. Mấy con ăn bánh không? Đây, bánh đây cho bánh nè. Đây, mấy con lại đây cho bánh nè. Lại đây con. Đi ra hai bé bị mù này. Quý. Đây. Ừ. Ăn bánh không? Nhiều bánh đi. Kêu mấy đứa nhỏ kia lại đây cho bánh. Mấy bạn của em đâu hết rồi? Không biết à? Không biết hả? Thế đây tổng cộng đây là có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đứa mọi người. Mình phát cho mỗi đứa vài bọc bánh. Nè. Đây, đây em. Hai bé này bị mù, không có thấy đường. Đây đây. Hai bé này là bị mù nha mọi người. Chưa. Lại đây chú cho tiếp này, còn nhiều lắm. Này con cầm cái này đi, con cầm cái này đi. Con mày thế nào? Ai con mày không? Nè con bỏ vô đây nè. Nào con đi qua đây. Con bỏ vô đây nè, hai chị em ăn chung nha. Chú bỏ vô chung một bọc nha. Nè cho hai chị em ăn mày nè. Đó, nè. Đó. Mình phát hết rồi, còn bấy nhiêu đây mình để đây. Xíu nữa mình gặp bé nào thì mình cho thêm á mọi người. Giờ mình sẽ đi vô trong chỗ bà con đang lượm rác rồi mình phát tiền cho họ luôn. Bãi rác này hôm qua mới mưa xong mọi người, nên là đường nó hơi ướt một chút. Chào mọi người nhá. Chị ơi, đi ra đây em nói một tí chị. Đi qua đây kìa. Thì ngày hôm nay là bên tụi em quay lại á, để phát tiền cho tất cả bà con ở đây. Thì hiện tại bây giờ là có bao nhiêu người ở bãi rác này chị? Chắc 11, 12 người. 11, 12 người hả? Dạ. Thế còn một số người kia nữa đâu? Em nghe nói là cả 20 hộ đi lượm rác mà. Dạ, mấy người đó còn trong nhà, đôi khi họ bận lắm. À, chị đôi khi họ bận hay là với lại họ chưa đi đúng không? Dạ, với lại họ chưa đi. Sớm mà. Dạ. Tổng cộng là cái thôn của mình là có bao nhiêu hộ chị? 49 hộ ạ. 49 hộ. Dạ. Thì ngày hôm nay là anh em mình cũng đang chuẩn bị là 49 phần quà luôn đó mọi người. Là tiền này. Nên là phát cho bà con là mỗi người một phần. Thì hiện tại có mặt ở đây là 11 nhà. Dạ. Còn là mấy nhà kia thì ở nhà. Dạ. Họ chưa có đi á mọi người. Thì xíu nữa mình phát ở đây xong rồi thì mình sẽ vào trong đó rồi mình phát cho những người ở trong đó luôn. Đây thì bây giờ em phát cho mỗi người 500.000 nhá. Đây chị. Rồi em cảm ơn các anh ạ. Dạ. Đây chị. Rồi em cảm ơn ạ. Dạ em cảm ơn. Dạ. Cảm ơn các anh. Đây chị. Em xin cảm ơn ạ. Dạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ. Cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn nha. Dạ. Cô có lấy chưa? Chưa, cô đây chưa. Vâng. Thì ok mọi người, nãy giờ là mình phát tiền cho một số người dân ở trong bãi rác này xong rồi. Thì xíu nữa mình sẽ về trong xóm á, mình phát thêm cho những cái người bà con ở trong xóm, những người mà chưa có ra đây làm hay là phải làm công việc khác. Thì nãy giờ mình phát tiền xong rồi, bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn một số hoàn cảnh gia đình mà họ lượm rác ở đây cho mọi người xem nhá. Chị ơi, em phỏng vấn mình một tí chị. Em phỏng vấn mình một chút cho khán giả của em họ xem. Thế là chị lượm rác lâu chưa? Đi, chị đi lên đây. Chị lượm rác ở đây là bao lâu rồi? Chắc khoảng gần 7-8 năm. Gần 7-8 năm à? Ồ, vậy năm nay chị bao nhiêu tuổi? 37. 37 ạ. Ồ. Là mình đi lượm rác đây, mình có con cái mình đi theo chơi không? Có đứa nào không? Không, tại cái con một đứa thì học lớp 11, đứa thì học lớp 8 mà một đứa thì học lớp 2. Rồi nếu mà không vô đây làm chả có mà nuôi mấy đứa ăn học á. Mà vườn cà thì không có, chè không có, đất đai đâu có đâu. Chị không có à? Không. Là chỉ có cái nhà ở trong thôn mình thôi rồi ra ngoài này làm thôi. Chỉ có nhà thôi, nhà một tí ông bà nội ông cho. Thế mình lượm rác ở đây thì một ngày mình được bao nhiêu tiền chị? Một ngày được có, nếu mà con đạt được trăm mấy. Trăm mấy à? Một tuần chị bán một lần à? Một tuần bán một lần, được tuần được có 1 triệu mấy. Thế chị này lượm trăm. Chắc chị lượm trăm hơn mấy người kia đúng không? Mấy người kia em thấy bán một tuần có 600-700 à. Mấy trăm ngàn. Nhưng mà chị khó làm á, cho nên là một tuần chị được 1 triệu mà. Sáng làm mấy giờ chị ra? Sáng thì 5 giờ hay 6 giờ đi. Rồi trưa rồi về ăn cơm, rồi chiều rồi 1 giờ 2 giờ rồi đi nữa. Vậy là sáng 5-6 giờ đi rồi. Sao sớm vậy? Thì sợ như trời nắng như thế này nó nóng á. Trời nắng nóng thiệt. Rồi rồi, em hiểu rồi, em cảm ơn nhá. Để em đi phỏng vấn thêm những người khác nữa. Chị làm việc tiếp nha. Em chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Vâng. Em chào chị. Chào chị. Dạ. Em phỏng vấn chị một chút cho khán giả bên em họ xem nhá. Chị năm nay chị bao nhiêu tuổi rồi cho mình dễ nói chuyện? Năm nay mình 36 tuổi rồi. Chị 36 à? Dạ. Cho em hỏi là chị tên gì vậy? Ca Khấn. Ca Khấn. Dạ. Chị Khấn là chị lượm rác ở đây lâu chưa? Lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi? Gần 10 năm rồi. Gần 10 năm. Ồ trời ơi. Cũng có thâm niên trong nghề ha. Thế là chị nhặt cái này thì một tuần trung bình thì chị được khoảng bao nhiêu? Có khoảng 700-800. 700-800 à? Dạ. Sáng mấy giờ chị đi chị? Sáng cỡ 6 giờ rưỡi hoặc 7 giờ chị đi. Thế mấy giờ chị về nghỉ trưa? Chưa. Chờ chuyến có 11 giờ là có một chuyến xe nữa. Sau đó rồi mới đi nhặt tiếp rồi từ từ rồi mới về nhà. Dạ. Thế thì buổi chiều là mấy giờ mình đi chị? Buổi chiều là cỡ 3 giờ hoặc 4 giờ đi đây. Đi tiếp, đi nhặt tiếp. Mấy bé chơi ngoài kia có đứa nào con của chị không? 3 đứa là con của chị không, đây là đứa đầu này. 3 đứa luôn hả? Dạ. Trời ơi, 3 đứa là đứa nào vậy? Đứa này, với đứa nhỏ nhỏ nữa và đứa to cỡ này nữa. 3 đứa này đây hả chị? 3 đứa này thôi, còn đứa này là con của em mà bé mù mắt. Đâu, 3 đứa nào đi, chị dắt em ra em xem nào. Đâu chị, 3 đứa là 3 đứa nào? Đây này, đứa này, đứa này. 1, 2, 3. Ô, trời. Đây là con hàng xóm hả? Dạ, đây là con của hàng xóm. Lên đây chú coi đây. Lên đây. Bé gái này là bao nhiêu tuổi rồi chị? Đứa này nó 10 tuổi rồi. Còn đây? Còn đây 5 tuổi. Còn đây là 3 tuổi. Trời ơi, chị mà cõng em này mọi người. Con quay qua cho chú. Chú bắt cho con. Trời ơi. Vậy là tính ra hoàn cảnh của gia đình chị này cũng đặc biệt là khó khăn luôn á. 3 đứa con. Là còn đứa nào ở nhà nữa không hay là hết rồi? Hết rồi ạ. 3 đứa đi học hết đúng không? Dạ. Học trường gần đây không? Dạ, gần đây, Lộc Phú gần đây. Gia đình chị này thì thấy khó khăn đó mọi người. Khó khăn hơn đúng không? Đặc biệt là có 3 đứa con mà nó đi theo chị đi ra ngoài này lượm rác. Bé này chắc là hay lượm cùng chị đúng không? Còn hai bé này chắc chơi thôi. Dạ, là vậy ạ. Đúng rồi, hồi nãy em thấy bé này hơi có lụm nữa nè. Nó bị rước nó. Thế em tặng cho gia đình chị thêm một phần quà nữa nhá. Đây, em cho gia đình mình thêm 500.000 nữa. Đây. Cảm ơn anh ạ. Dạ, không có gì chị, thì cố lên nhá. Dạ. Vâng, chúc chị và gia đình có nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ, dạ, cảm ơn nhóm Mạnh Thường Quân ạ. Đã giúp đỡ cho gia đình và 3 đứa con của em ạ. Dạ, vâng. Để em đi phỏng vấn thêm những người khác nữa nha chị. Dạ, nhặt tiếp nha. Dạ. Bữa nào mà có dịp á thì chị dắt em vào trong nhà em thăm nhà mình xem thế nào. Dạ. Giờ mình lại đây mình thăm một cái cô cũng lớn tuổi đúng không quý? Thấy cô cũng nhỏ người nữa nè. Dạ. Con chào cô. Con chào cô nha. Dạ. Con phỏng vấn mình một chút để cho khán giả con họ xem nhá. Cô là năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô năm nay là năm 56 tuổi. Thế cô tên gì? Tên Đụt. Ca Đụt. Thế là cô là lượm rác ở đây lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Lâu. Sống trong bãi này đâu có chỗ nào mà mua theo. Mà cô làm bao nhiêu năm rồi á? Được là mười mấy năm không? 5 năm rồi. Bao nhiêu? 5 năm. 5 năm. Thế là cô từ đâu lại đây? Từ chỗ Vườn Hộ ấy. Ở chung với trong thôn này luôn hả? Vâng. Thế là trước lúc cô lượm rác thì cô làm cái gì? Làm cái bệt, cái nhựa. Cô một tuần cô làm như vậy thì cô được bao nhiêu tiền? Có 300, 200 mua gạo. Chắc cô này già rồi cô làm ít. Sáng mấy giờ cô đi? Sáng hôm đó lúc 3 giờ tôi cũng đi. 3 giờ tối hả? 3 giờ chiều. Sáng. 3 giờ trời sáng đúng không? Cháu chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nhá. Vâng, để cháu đi phỏng vấn thêm người khác nữa. Giờ mình qua hoàn cảnh khác nha mọi người. Ở đây có một thằng bé này mọi người. Thằng bé này chừng 11-12 tuổi. Đúng rồi. Nó nhặt. Bây giờ mình lại mình nói chuyện với thằng bé này xem sao. Chào em. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi hả? Em đi nhặt rác với ai đây? Em đi nhặt rác với mẹ. Mẹ đâu? Mẹ kia. Mẹ đằng kia. Sáng giờ nhặt được nhiều không? Dạ. Nay không đi học à? Mà sao lại đi nhặt rác? Em tên gì? Em tên Ca Chuẩn. Em bao nhiêu tuổi nhỉ? 10 tuổi. Em 10 tuổi. Ca Chuẩn hả? Ừ, Ca Chuẩn. Ca Chuẩn. Đi ra chỗ mẹ nói chuyện cùng anh đây. Em chào chị. Vâng, chị ra đây mình nói chuyện một tí chị. Được, tại vì em trò chuyện lên cho khán giả của em xem. Con của chị à? Dạ. Thế sao nay bé không đi học mà sao lại ra đây lượm rác cùng chị? Cô nhắc suốt tiền đóng học phí không có tiền, hôm nay nó không muốn đi học. À, tức là biên mặc ngại mặc cảm á hả? Bé đang học lớp mấy rồi? Lớp 5. Lớp 5. Hoàn cảnh gia đình mình thế nào vậy chị? Kinh tế thế nào? Mấy năm trước thì cũng có nhà nhỏ nhỏ nhưng mà bé nợ thì người ta siết nhà rồi. Không có nhà nữa, mấy năm nay toàn là đi thuê ở trọ rồi, ở tùm lum tùm la thôi. Giờ không có nhà, chỉ đi ở thuê thôi à? Ở thuê vậy một tháng thì bao nhiêu? Mấy trăm ngàn? Đợt trước là 700 một tháng một phòng. Năm mẹ con luôn, cả chồng nữa là 5 người. Trội qua rồi kinh tế nó làm không ổn định, công việc không ổn định nhá. Không có tiền đóng tiền trọ rồi về rồi ở bên ngoài thôi. Bây giờ là gia đình mình ở đâu? Bây giờ là xin với bà ngoại lập một cái tấm tôn phế liệu á, làm bên hông một tí thôi, 100 một cái giường mà 5 người ngủ chít chít ở trong đó nữa. Thế là ở như ở một cái chòi à? Ở gần đây không chị? Thì ở trong Bảo Lâm á. Trong Bảo Lâm. Ồ trời, sáng là hai mẹ con mà đi ra ngoài này là lượm rác. Mấy giờ là hai mẹ con mình đi? Sáng giờ là 6 giờ, 6 giờ đi, sáng cũng không ăn sáng luôn. Đi luôn mua cái đồ ăn xe cho nó. Thế là thằng bé này thường thường là nó có hay đi cùng chị không? Có chứ, thằng này là nó đi suốt, là mình đi làm cái gì nó đi suốt thôi. Cứ thứ Bảy Chủ Nhật nó được nghỉ học là nó đi phụ mẹ. Thế thì là bây giờ chị lượm rác một ngày là được bao nhiêu tiền mà lại không? Một ngày không đủ mấy chục ngàn luôn, có 50-60 ngàn à, hay mẹ con cái lông như vậy này. Có lấy có 2 ngàn một ký cho làm gì. Thế là một tuần là được khoảng bao nhiêu, mấy trăm ngàn? Có 400-500 à. Tuần là 400-500. Rồi mình mua gạo mua nước này kia các thứ. Không đủ luôn. Còn chồng thì mua thuốc cho chồng, nếu mình cũng đang ốm. Chồng bị gì mà không mua thuốc? Xoáy thận đâu. Đâu có làm việc nặng đâu. Không có tiền đóng tiền học cho thằng bé này rồi bây giờ là nó mặc cảm, nó không dám đi học mọi người. Ngày nào cô cũng nhắc là nó. Huy có hiểu được cái cảm giác này không? Có chứ, trời. Trời. Sao không đi học? Đi học đi. Không có tiền đâu. Thì từ từ đóng thôi chứ mình bỏ học là mình mất hết kiến thức đó. Lên trên trường sợ bạn bè nó trêu đùa đúng không chị? Nó trêu đó, với lại trêu nó là không có nhà, không có cửa đó. Tiền học là bao nhiêu nhỉ? 750. 750. Mấy bạn bè nó chọc nó là mày không nhà không cửa, nó cứ áp lực nó. Nó nói mày ơi ngày nào làm nhà, mày ơi ngày nào mình có nhà nó hỏi mình suốt thì cũng mệt. Thôi thế thì bây giờ tiền học của bé 750 đúng không? Dạ. Thì bây giờ bên em hỗ trợ cho bé tiền để bé đóng tiền học luôn chị ơi. Cho bé đi học lại nha. Hồi nãy là em phát cho chị 500 rồi đúng không? Dạ. Bây giờ em phát cho chị thêm 700 nữa nha. Dạ. Là để chị đóng tiền học cho bé này nhá. Dạ. Chờ cho bé này đi học đàng hoàng đi, không có về tội nghiệp nó. Sau này lớn lên nó không có kiến thức. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, vâng. Từ từ ba mẹ làm kiếm tiền rồi xây nhà, rồi trước mắt là có tiền đóng tiền học rồi đi học nha. Dạ, cố gắng lên nha chị. Dạ, cảm ơn rất nhiều ạ. Thì vậy nha chị, thì em chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nhá. Còn bé này em gắng học giỏi lên nhá. Cháu cảm ơn mấy chú thật nhiều. Cố gắng lên cháu. Em đi nha chị. Dạ. Giờ mình sẽ qua một hoàn cảnh khác nữa. Thì xong rồi anh em mình sẽ đi vào trong thôn luôn mọi người. Tại vì ở đây đông người mà. Mình mà phỏng vấn như vậy là không thể nào mà cả ngày luôn đúng không Kiệt? Đúng rồi, không hết nữa. Cái chị này là chị hôm bữa mà mình phỏng vấn mà nuôi 2 đứa con bị mù đó Quý. Mình giúp nè. Em chào chị. Mình đang nghỉ trưa luôn à? Dạ. Đây là cái hoàn cảnh mà hôm bữa mình có quay lên cho mọi người xem rồi. Chị này là có 2 đứa bé sinh đôi nhưng mà bị mù á mọi người. Thêm 2 người đang đu dây cũng là con của chị đúng không? Chị có 4 đứa mà đúng không? Dạ, đây này một đứa đi học rồi. Một đứa đi học à? Dạ. Thế là bữa giờ mình khỏe không chị? Khỏe. Bữa nay là chồng chị đi làm à? Dạ, hôm nay cũng đi làm nữa. Rồi, 2 bé ngày nào cũng ra ngoài này. Nay mình 2 bé gì vậy? Nó cầm đất á. Rồi. Bọn mình là đồ. Chị dặn mấy đứa bé tại vì nó ra đây rồi nó cầm rác mà nó cầm vô đồ ăn này kia các thứ. Em thấy bé lượm mấy cái hộp này ăn. Không, bé ăn mấy hộp rác này luôn đó chị. Lượm mấy hộp này ăn á. Nó không biết, nó tưởng cái ăn nó ăn. Sáng gia đình mình ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ. Giờ này mình nghỉ trưa. Dạ. Thế tí mình có về ăn cơm không? Có ạ. Đang ngồi đây chuẩn bị xíu về ăn cơm đúng không? Dạ, đón mình bê xong. Mấy người dân xung quanh đây là họ cũng về à? Có. Về ăn cơm xong rồi mấy giờ mới quay lại đây? 1 giờ họ mới quay lại, rồi tới 5 giờ họ mới về. Rồi. Thì bây giờ đằng nào thì chị này cũng về đúng không? Dạ. Thì về. Bây giờ bọn em cũng vào trong buôn của chị luôn rồi, chị dắt em đi mấy cái nhà mà họ bữa nay họ chưa có ra ngoài này á, họ còn ở nhà á, mình vô mình vô đó mình phát tiền cho họ luôn, cho ai cũng có phần, không có ai phải ganh tị ai hết trơn á. Dạ. Đi, thì bây giờ mình về luôn nhá. Dạ. Thì bây giờ anh em mình vô trong xóm nha mọi người, vô trong buôn nhá. Thì ok mọi người, bây giờ là anh em mình sẽ đi vào trong buôn luôn. Mình phát cho một số nhà mà ở trong cái danh sách luôn á. Đúng rồi. Mà anh em mình lập lên để anh em mình đi phát. Nhưng mà họ bữa nay họ có việc gì họ không có ra ngoài bãi rác được á. Nên là mình vô tận nhà mình phát luôn. Hai chị này sẽ hỗ trợ cùng mình dắt mình đi. Ở dưới này là có khoảng bao nhiêu hộ vậy chị? Có 2 nhà thôi à? Ông bà... Dạ, người già đúng không? Dạ. Ông bà là bao nhiêu tuổi chị? Ông thì 83, còn bà ngoại thì 70. Ông 83, bà ngoại thì 70. Hai ông bà ở một mình thế à? Hay ở với ai? Một mình luôn à? Tôi ạ, chưa nói thôi. Ông ơi, con chào ông nha. Con chào ông, con tặng quà cho ông này không? Con chó này nhìn dễ thương quá mọi người. Ôi trời, ôi trời ơi, ông đi được hả? Ông yếu, ông sắp té này kìa chị. Ông không đi được đâu. Ông già quá hay gì? Ôi trời. Ông già quá, ông đi ông sắp té luôn mọi người. Biết gì đem vô chóng rồi. Nhà mình còn nhiều gạo không? Con cho ông tiền mua gạo nhá. Rồi, con tặng biếu ông tiền để mua gạo. Cảm ơn ạ. Cảm ơn ạ. Dạ. Chị dìu ông vô ngồi đi chị. Ôi trời. Đem vô phụ cho, phụ cho. Tại là ông bị bệnh gì hay là ông già ông yếu chị? Ông già ông yếu với lại bệnh á. Già yếu à? Dạ. Ông ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Dạ, con chúc ông sức khỏe nha. Dạ, con chào ông nha. Dạ. Bye bye ông. Dạ. Rồi mình đi thẳng đường này lên buôn trên luôn đúng không? Dạ. Đây nè. Đây này. Dạ. Em chào anh. Chào. Em phát tiền cho mình mua gạo nha anh. Tặng cho gia đình mình 500 ngàn. Cảm ơn nha. Dạ, để mua gạo. Cho anh nhiều sức khỏe nhá. Em chào chị. Chào em. Vâng, em phát tiền cho gia đình mình hỗ trợ mua gạo nhá. Dạ. Vâng. Cảm ơn em nhé. Dạ, mua gạo để chuẩn bị sắp Tết rồi, Giáng sinh rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Nhà này trong vườn cà phê luôn à? Không có đường vô, không có cổng à chị? Không có cổng vô à? Nhà nằm trong vườn cà phê luôn mọi người. Bị bệnh à? Em chào chị. Em chào chị nha. Dạ, em hỗ trợ tiền cho mình để mình mua gạo nước này chị ơi. Dạ. Chị sống một mình trong này à? Cái này nhà cũ mà. Đây gửi tiền mình mua gạo nước nhá. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Chào chị nha. Chào bà. Con phát tiền hỗ trợ cho gia đình mình mua gạo nước nhá. Dạ, đây, con trao tiền cho bà. Cảm ơn. Dạ, vâng. Chị ơi, em hỗ trợ tiền cho gia đình mình mua gạo nước này kia, mình ăn mùa Tết này nhá. Cảm ơn. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nhá. Thường khoảng 50 hộ ở trong buôn mình đây là thường là họ làm công việc gì chủ yếu chị? Có 20 hộ là nhặt rác rồi đúng không? 30 hộ kia thì họ làm cái gì? Ai kêu gì làm lấy đúng không? Con chó này bị què. Đi kêu bà lên trên này chị. Cho mát. Con cho bà tiền để bà mua gạo nhá. Đây cho bà tiền để bà mua gạo. Tặng. Vâng vâng. Dạ. Có chị mai nào? Có mà đi kiếm thì không có đi kiếm. Ông này là ai chị? Chồng của chị á. À. Thôi bây giờ có anh cũng được. À. Thì chào chú nhá. À, ông phải ông nhỉ? Ông chú anh về cũng được tùy thôi. Cháu, bọn cháu là bên chương trình mà đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ngày hôm nay cháu lại đây thì cháu tặng cho gia đình mình 500.000 để mua gạo nước các thứ nhá. À, có cái chương trình này nữa hả? Vâng. Rồi, cái bên ông chương trình này bên nào mà mình cũng đại diện gia đình xin cảm ơn nhiều. Vâng vâng. Chúc ông gia đình của ông nhiều sức khỏe nhá. Cảm ơn mấy chú cũng hỗ trợ cho hộ nghèo với lại cận nghèo này kia, mấy người khó khăn mà giúp đỡ. Dạ. Vâng vâng. Đi Kiệt vô đây luôn Kiệt. Thế là trong nhà này là ở bao nhiêu người chị? 5 người ạ. 5 người. Cả con dâu. Ông, bà, con trai, con dâu. Hai đứa con trai. Ồ, trời. Một đứa lấy vợ, một đứa chưa lấy vợ. Thì con gửi cho bà tiền để bà mua gạo nhé bà ơi. Dạ. Dạ, để cho gia đình mình mua gạo. Cảm ơn. Dạ dạ. Đây bà, cho bà. Cảm ơn nha. Vâng vâng vâng. Chúc bà nhiều sức khỏe nhá. Chúc bà mau khỏi bệnh. Dạ. Vâng. Đây có một bà nào đây chị? Bà này mình phát chưa? Dạ. Bà này mình phát chưa? Chưa. Ờ. Cái bà nãy không. Con chào bà. Bà đi đâu đây? Đi chơi mà. Đi rừng à? Bà này năm nay bao nhiêu tuổi chị? Năm mấy à? Năm mấy kêu là cô đi nhá. Có bên con cho cô tiền để cô mua gạo nhá. Mua gạo với dầu ăn nước mắm. Bên con tặng cho cô. Đi cô. Đi rừng mà sao lại đem cháu đi? Đem cháu chứ. Trời ơi, nhìn nè mọi người. Đi rừng mà điệu cháu đi theo luôn. Ủa cô đi cô hái này cái gì? Lê đốt mà. Bên này ngủ à cô? Trai hay là gái đây? Trai. Trai à? Ồ. Lấy cái gì đây Kiệt ra cho mọi người xem này. Làm chổi đúng không? Lấy mấy cái này về để làm chổi này, cho con mượn tí nhá. Mượn một chút cho mọi người xem. Mấy cái này về làm chổi. Cái này thì bán theo ký à? 1 ký thì được bao nhiêu? 1 ký 6.000 và đi buổi sáng vậy được có 6.000 thôi. Trời ơi. Vậy biết chừng nào mới được 100.000 chị? Đi 2-3 ngày mới có chứ. Chúc bà nhiều sức khỏe nha bà. Bà, con chào bà. À, con. Vâng. Bên con hỗ tặng tiền cho bà để bà mua gạo nước nha bà. À. Nhà mình còn nhiều gạo không? Không. Con chặt đó ở trong nhà mà con làm nhiều. Vâng, bên con... mình con cha mình ở dưới xa bà cả một mình đó. Bên con biếu bao cho bà 500 nhá. Để bà mua gạo. Vâng. Cảm ơn nhà. Dạ. Cảm ơn nhà. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bà nhà sức khỏe nha. Chào chúc con cháu nha. Vâng vâng, cháu chào bà. Trời, nhà mà ở trong cái vườn cà phê này luôn à? Dạ. Em chào anh. Dạ. Gia đình khỏe không anh? Khỏe bình thường. Dạ. Bọn em là bên đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thì bây giờ em lại đây em tặng cho gia đình mình 500.000 để mua gạo nước nha. Vâng, em cảm ơn anh nhiều. Vâng. Đây. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Vâng. Chúc gia đình mình nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Dạ chị ơi, thì hôm nay tụi em có chương trình từ thiện á, phát quà cho những người khó khăn á, thì em xin phát cho chị 500.000 để chị mua gạo hay là mua cái gì để cho trong nhà ăn nha. Dạ. Em gửi chị ạ. À, chị cảm ơn nhé. Dạ. Chúc mấy em luôn nhiều sức khỏe để giúp nhiều hoàn cảnh hơn. Dạ. Chị dành sức khỏe nha. Chào chị nha. Nhà nào nữa chị? Nhà này hả? Nhà chị ở đâu? Nhà này luôn hả? À. Nhà bà này là người ta cũng cho. Ở đây là người ta xây cho mà. À. Sáng giờ chị đi hái cà phê hay là chị đi lượm rác? Sáng thì phụ bà ngoại xay cà đi. Xay cà đây hả? À, sáng là chị không có ra ngoài bãi rác hả? Không. À, em xin gửi chị 500.000 để mà chị mua đường bột ngọt hay là mua gạo gì ăn nha. Dạ. Chị có gì cảm ơn nhiều. Dạ. Đây, em gửi chị 500 nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chúc chị sức khỏe nha. Chúc mọi người sức khỏe nha. Dạ, chào chị nha. Dạ. Thì ok mọi người. là nãy giờ là anh em mình là đi hết tất cả trong nguyên cái xóm này rồi á, thì 49 nhà thì là mình đi hết. Bây giờ là còn 7 nhà đúng không chị? Dạ. 7 nhà là họ đi làm họ không có nhà á, nên là bây giờ cái số tiền dư là 7 nhà là 3,5 triệu. Dạ. Thì bây giờ em sẽ gửi cho hai chị, rồi làm phiền hai chị chiều về thì có gì đưa lại cho họ nha chị. Dạ. Đây đưa cho mình là 3,5 triệu. Ba chú đây chị. Đó. Vâng, thì có gì hai chị làm phiền hai chị thì đưa cho họ là dùm em nhé. Chiều rồi họ về rồi em đưa hết số tiền này cho họ trong nhà. Và em thay mặt người dân và cảm ơn tất cả mạnh thường quân ạ. Dạ vâng. Thì em cũng chúc cho cái thôn làng của mình tất cả là có nhiều sức khỏe. Chúng ta làm ăn thì càng ngày phải càng phát triển hơn nhé. Dạ. Dạ. Thì em cảm ơn hai chị rất là nhiều luôn, vì đã ngày hôm nay mà đã cùng bọn em mà đi phát ra cho những người dân xung quanh này. Dạ. Dạ, em cảm ơn hai chị. Dạ. Em cũng cảm ơn mấy anh nhé. Thì ok mọi người, nãy giờ là mình đã đi phát hết quà cho những người dân xung quanh đây rồi. Nãy giờ mọi người xem video thì mọi người cũng thấy rồi ha. Thì những người dân ở vùng cao này họ đặc biệt khó khăn luôn. Có nhiều người mà phải đi lượm rác đúng không quý? Mà đem 2-3 đứa nhỏ theo thì nhìn thấy rất là đặc biệt luôn. Mình rất là thương luôn mọi người. Thì có thêm một cái điều mà mình thấy thương nữa là ở trên khu vực này là họ chưa có giếng nước nữa. Đúng rồi, chưa có giếng nước luôn. Họ muốn xài nước á, là phải họ đợi cho trời mưa, hoặc là họ phải đi xuống dưới suối họ bốc. Mà bây giờ mọi người nhìn đồi núi vậy đó, mà đi xuống dưới suối là hết rất là xa luôn. Xa lắm, người lại đường trơn trượt, người trời mưa là đường trơn trượt, khó là đi lắm. Đường cà phê rồi không à. Yeah. Rất là thương luôn. Thì mình cũng chỉ mong là giả sử có mạnh thường quân nữa thì hỗ trợ cho người dân một cái giếng đúng không? Rồi, làm một cái giếng rồi cho họ xài chung với nhau, họ cần phải đi xuống dưới suối họ múc nước. Nói chung là cái đó là để cho họ bớt khó khăn thôi. Thì nãy giờ mọi người xem video thì mọi người cũng hiểu rõ rồi. Và bây giờ anh em mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn đến anh Dũng ở bên Mỹ vì đã tài trợ cái số tiền là 1.000 đô để phát cho những 49 nhà là những người đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao này. Cảm ơn anh Dũng rất là nhiều luôn. Thì mọi người xem video này, thấy video này hay và ý nghĩa thì nhớ bấm đăng ký kênh và chia sẻ video này cho anh em mình nha. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu thương, quan tâm và ủng hộ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.